trời mới mưa mới tạnh, mưa lớn nha cả nhà, giờ mưa 15 gram mà nước cũng đầy ha, ngập trụ cầu đó luôn ha, gần tới cái chữ T đó ha. Nước vừa lớn lên thì xà lan thả theo, xà lan vừa qua là cát quá chà bá luôn, thấy mê luôn. Đây 15 gram tới nữa nè, xà lan này cát bơm ha, rất là bằng phẳng là dễ luôn, mưa xuống nó còn dễ dữ luôn. 5 gram tiếp tục nữa rồi, trời thì chuyển mưa. Ở trên xà lan có cái lồng, có lồng giữ gà, lồng không, xà lan cát bơm. Ngập tới bè lương luôn nè, tới bè lương luôn. Cách đây chiếc cây trước, cái chiếc này cách khoảng không tới 100 mét ha, kế bên luôn ha. Xà lan này, xà lan của gì, cái bảng hiệu xe hả, rồi chắc Đồng Tháp đâu chưa đê kìa, Đồng Tháp, xà lan Đồng Tháp nữa. Cái pin sau mưa thì 500 hay hơi ha, mình ngồi đây mình review cả nhà xem con nước xuôi xà lan tiến về tập nập đây. Này kiếp kế đây đây à, chiếc này còn cũng dữ to chà bá luôn nha, chà bá luôn, màu sơn mới chát luôn mà dòm trong camera thì nó đen thù lùi luôn, không thấy gì hết luôn cả nhà. Gần gần lên là thấy được ha, cát hay cát cẩu nè ha, lên nó mùa mưa xuống cái nó dẻ lại, nãy mưa quá lớn luôn. Trời lâm râm bóng bóng thầm, mẹ theo chồng con ở với cha đi, kha kha. Ủa chiếc này găng tay chạy chậm quá nhỉ, cách từ chiếc này chiếc đó xíu đó 100 mét ha, ba bản gần cả 100 mét hết trơn ha. Chiếc đầu tiên thì cát rất là dụng, còn chiếc thứ hai là cát rất là bằng phẳng luôn, cát bơm. Chiếc kế này là cát cẩu ha, cát cẩu xuống chơi những cái đồi, những cái mô kìa. Ở đây còn lục bình chà bá nè, nó trôi nè, cục lục bình, lục bình bèo trôi, mưa xuống rất là xanh tươi tốt luôn ha. Wow, quá mới nha, nước sơn rất là mới, cực kỳ là mới luôn, còn rất là nổi luôn, từ cái bê lương tròn nó xuống tới mặt nước cả 5 tấc, rất là cao rộng luôn ha. Cạn mưa xuống là rửa những cái xà lan là mấy bên be bên lường đồ sạch bon hết trơn luôn, cát không thấy dính bùng lại luôn đó ha. Mưa mát ha, mát mẻ, thả găng tay chạy không, rất là thoải mái luôn, nước cũng rất là trong luôn á. Xà lan là xà lan của Long An cả nhà, Long An nha. Đó. Đó, Long An là mấy cái viền chỉ đó toàn là màu đỏ cam luôn ha, đỏ cam màu đỏ nâu luôn. Nền cabin thì nền sơn màu trắng, rất là sạch ha, xung quanh là giờ nó mưa xuống rất là sạch luôn. Có chiếc vỏ máy dầu, cái máy dầu đang khu từ lùi luôn, không thấy gì hết luôn, nó dính nhớt rồi nó biết luôn. À, giờ mà cái chiếc này với chiếc ở đằng phía trước là cái chiếc phía sau này nước sơn rất là mới luôn nè, sơn mới mà đẹp, họ Long An, xà lan của tỉnh Long An nha. Nè, kế đích nữa kìa, kế đích sau lưng là kế đích sau lưng luôn nè cả nhà, tiếp luôn ha, cách 200 mét nè ha, cách khoảng 200 mấy mét nè. À, xa xa mình thấy cát nó dùng sội luôn á,
chung sỏi luôn ạ. Bác cũng luôn. Chạy nhà không mua không nghe tiếng máy luôn. Chiếc này thả luôn rồi. Thả rất là chậm luôn. Nghe tự nãy mà thả tèn tèn hết tới đó. Giờ có ngược chiều có chiếc xà lan nhỏ xíu xíu kìa, mini luôn rồi nha. Cát khẩm à. Bơm cát đầy luôn, ngập bay lương luôn ha. Cái này mấy chiếc xà lan nhỏ này là có thể là dầu mấy con kinh nhỏ ha. Dầu mấy con kinh mấy con sông nhỏ để bơm cát những cái hộ gia đình mà cất nhà rồi nè ha. Nhà cấp 4 nè, bơm nền nè, nhà bơm cát làm những chuyện khác đồ dân dân, bơm mương rồi. Bơm ao rồi ha. Cái cầu có việc làm là bơm tất cả. Bơm lên là sẽ có tiền. Đó. Nghe thấy không? Ngập cái be lương luôn ha, tràn trong be luôn ha. Chạy nước ngược ha. Nước ngược luôn. Cát mới cạp xuống ha, 22 bây giờ dài nó văng ba cái cát đó dính bên cái đầu máy nè, mới dầu hút nước ha, máy bên mấy cái be kìa dính cát không, giờ tạt lên múc nước ta tạt cửa dài dài. Ở đây nè, rồi xà lan từ nãy nè nó băng bò tới luôn cả nhà, xà lan là thả ra tay nhẹ nhàng luôn, đó cát thấy láng bóng luôn chưa, rất là láng bóng luôn ha. Nó lắng bóng là do nó chạy mưa lớn đó nha. Mưa quá lớn bắt đầu cái cát nó dẻ khắc luôn, nó sắc gạt xuống chân rồi ha. Rất là dẻ ha. Ta bê lương ha, bê lương tròn này nước vừa tới chiếc mí luôn ha. Thằng nào có cái máy dầu điện thui thì lùi thôi nha. Máy dầu. Cát mưa xuống nó dẻ. Màu vàng sáng óng ánh luôn. Quá khủng không? Xà lan của Cà Mau nha, cabin sau xà lan Cà Mau, đầu phía sau trồng hoa chậu xả chậu quế vậy ha, xả một quế một ớt ba chậu ha, rồi đủ bài bản à, canh chua rồi ba món hòa hợp với nhau rất là ngon luôn. Tiếng máy chạy rất là nhỏ luôn, mưa vừa mát. Máy chạy rất là mát luôn ha. Đó, xa xa với 1.000 dưới nè. Từ giờ này tới dưới đó ha, giờ cao tốc xuất hiện rồi cả nhà. Tốc hành ha, cao tốc tốc hành ha. Tiến về bến tàu Cần Thơ ha. Tốc hành luôn. Đây mình coi sóng nè cả nhà, sóng nè. Sóng nó vỗ là lên mấy cái cầu nè, sóng cao tốc nè nha. Thấy khủng không? Đường có chạy bá luôn ha, đập bà kè nè. Đó. Thấy không? Ở về xong ở ngoài xong nó giận chả ra bờ kè nó chả ra cả giận kìa. Cũng to lắm ha. Tới luôn ha. Tại giờ nãy cũng xa xa chứ xà lan này giờ đang bò tới luôn rồi cả nhà.